Mẹ mày, mày là ai? Tao là chú bác mẹ, tao lớn tuổi hơn mày đó, tao không làm được đó. Làm gì mà mày làm được hả mày? Giới hạn mình nói cái chuyện đó. Cái văn hóa của người Việt Nam là người trên nên là phải hơn. Mẹ mày, tao là chú mày, tao là không được đó. Mẹ mày, mày nghĩ mày làm được, mày ngon lắm hả? Mày muốn ngồi trên đầu tao hả? Không. Rồi, xong. Thì đó là cái anh chia sẻ đó là gì? Là cái bài học đó không? Một cái văn em hỏi tại sao, câu hỏi của em đó là tại sao ở Việt Nam mình khó sản xuất một đứa triệu phú được, một người triệu phú được không? Là tại vì là cái một cái văn hóa nữa mà nó hại cái nước Việt Nam mình đó. Cái tư duy á, cái suy nghĩ đó không? Cái văn hóa là cái gì? Là cái suy nghĩ, cái tư duy trong đầu mình. Cái thói quen đó không? Là mình không có tin rằng á, ok, là cái hướng đi đó. Để em suy nghĩ, để nói cho nó rõ, để cho tụi em đừng có mà hiểu sai lầm, ok? Là nó không phải rằng là cái tuổi trẻ đó. Cái đó thì mình đã nói rồi, không phải là cái người lớn tuổi đó, không mà không phải là cái người trẻ tuổi trong nước Việt Nam mình đó, nó muốn chờ cái sự chấp nhận. Nó muốn chờ cái sự chấp nhận của anh của nó. Nó muốn chờ cái sự chấp nhận của chú của nó. Nó chờ cái sự chấp nhận của bác của nó. Nó chờ cái sự chấp nhận của cha của nó. Nó chờ cái sự chấp nhận của mẹ của nó, của má của nó, của bác của nó, của cô của nó. Đến chị để nó hành động. Đúng rồi. Ở Việt Nam mình đó, là nó có cái văn hóa đó không? Là cha, mẹ, bà con, anh em, người lớn tuổi hơn mình đó, mà không chấp nhận cho mình làm đó. Mình không được làm. Hả? Mình không được làm. Đúng rồi. Mà em nghĩ cái đó có lý không? Không, cái đó không có lý. Cuộc đời mình tự làm thôi. Em đi ra mở quán cà phê đi. Em làm lời lỗ thất bại hay thành công đó, có hại ai không? Không, nó chỉ có hại em thôi, chả hại ai khác. Đúng rồi. Mà tại sao em phải chờ cho người khác đó, trong gia đình của em mới chấp nhận đó, là em làm nữa, phải không? Mà sống đó em mới làm. Nó không có lý do gì mình cần cái sự chấp nhận của người trong gia đình mình hết. Nó không có lý do gì hết. Nó không có lý do gì hết. Tụi em có thấy không? Nó không có lý do gì hết. Em muốn ra mà trên thế giới này có mấy triệu cái quán cà phê mà làm thành công. Lý do gì em phải mà em muốn bay ra đi đáp trên mặt trăng, xong đi bộ chạy bộ trên mặt trăng hay là gì hết không? Thì mình còn nói cái đó có thể nó hơi khó, tại ít có người nào trên thế giới, chỉ mấy tỷ người trên thế giới này chỉ có hình như bao nhiêu 1-2 người đã đi bộ trên mặt trăng hả? Không? Thì có thể em nói gì đó không? Có thể nó hơi khó khăn chút xíu. Cái xác sức mà em làm được gì đó không? Có thể nó rất là thấp. Còn á, mình nhìn xung quanh, mình mới đi bộ qua đây nè, phải không? Từ cái quán ăn mình đi bộ qua đây hết mấy quán cà phê rồi. Em đi xuống một đường ở dưới Sài Gòn ở cái Việt Nam này bao nhiêu quán cà phê? Mấy 20 quán còn có nữa. Trên thế giới này bao nhiêu cái quán, em đoán thử bao nhiêu quán cà phê mà nó làm được 1 triệu đô la rồi? Em nghĩ là nó nên cái hàng trăm nghìn quán. Đúng rồi, trăm nghìn quán. Mấy triệu cái quán không? Mấy triệu. Cái nước nào nó cũng có mấy ngàn quán cà phê mà nó làm được 1 triệu đô la. Thì lý do gì mà em làm đó lại không được? Không có lý do gì mà khi em làm á lại không được. Nó chỉ có một lý do em làm không được thôi. Là lý do gì? Tại vì cần sự cho phép của người khác. Mà có thể là em không biết làm. Không phải làm. Thì miễn sao em học làm đó thì lý do em làm không được. Thì ví dụ như là tụi em trước khi mà gặp anh Tài, tụi em đâu có biết mua bán tiền mã hóa đâu. Đúng rồi. Thì lúc đó tụi em còn rất là nghèo. Sau bây giờ em gặp đúng người rồi, em đi học anh Tài, xong bây giờ em làm được rồi. Thì cái việc mà em làm không được ấy, nào giờ em không biết thôi. Còn khi mà có người chỉ cho em rồi ấy, thì em làm được. Mà mình anh muốn mọi đứa biết cái không, đang coi này không, đừng có nghĩ rằng là thằng Thương nó làm thành công, nó theo dõi anh xong làm thành công trong cái tiền mã hóa, xong nó nghỉ hưu sớm, hay là thằng Khôi hay là mấy đứa học sinh khác của anh. Không muốn gì, anh muốn tụi em coi cái video đó, là cái bài học đó không, là mình muốn làm đó, là mình ra mình học hỏi mình làm sao.